Em Châu xin chào cô chú bác. Thì bữa nay em sẽ lên sóng và bán rẻ cái con Honda Taiga AB đó. Tại vì sao AB này người ta thích cái dòng này là AB này là gọn rất là bền, máy rất là im. Chứ AB giờ là AB đầu bò với AB kia là chạy máy nó dở lắm. Xe này là xe Honda nội đồng có đá ha, máy móc dữ dằn luôn. Thì cô chú bác cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình mô tả. Nhà em này gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Để em xin nổ máy con AB này. AB này là đời 2010 ha, 2010. Xe này bóp thắng vào nó mới nổ. Bóp thắng bên trái. Đó, máy móc rồi đang nổ em. Rất là im. Im cực kỳ luôn. Máy móc đang nổ im cực kỳ. Đây là không hú không nổ em. Không có còn biết khói gì hết em. Nói chung là xe này là máy móc là dữ dằn. Xe này là máy riêng luôn em. Máy riêng là không có làm gì hết. Đó, cái máy đang nổ á. Xe này bị số ngay chỗ một chỗ từ đầu giờ luôn, người ta mua mới từ đầu giờ luôn á. Rồi cái máy riêng với em thì em tắt cái máy đi. Em sẽ tả sơ cái xe cho. Đây, xe liền lạc là xài đèn led về trước và đèn led là hang sáng ha, đèn rất là sáng. Xe là không có tày vít nặng nào ha, tay thắng đẹp nè, mới vô cái bao tay đẹp nè. Xe này ô đô chạy được 57.000 cây. Em gián đoạn 30 giây tại vì có anh em hỏi chiếc xe bo mà em bán rồi. Đây nè, cột AV cho xe này em. Đó, máy móc. Đặc biệt cái vỏ này là vỏ móc xít nha, vỏ mới xanh nè ha. Đó. Ốc tán nè. Nói chung ốc tán này vẫn còn xanh, không có sáng. Chú nhìn nè, cái vỏ trước em mới vô nè, này vỏ trước nè, em mới vô thay luôn á. Đây đó, gai một chấm luôn á, gai nè, gai thun cổ có tủ luôn nè, nguyên vỏ trước mới xanh. Sẵn em quay ốc tán trước luôn cho keo dầu rin xin rin keo dầu rin em bị lộn lưỡi. Rồi máy móc ok á, rồi tiếng đẹp, báo xăng đầu đầy đủ hết, đèn kèn đầy đủ hết, xin nhan đầy đủ luôn. Xe này nồi đồng có đá mà. Rồi xe này em để cho cô chú bác giá rồi có 9.700.000 à. Xe này em để giá cô chú có 9.700.000 một chiếc AB. 9.700.000 xe AB, máy móc ngon lành luôn. Nhớt em mới thay bình nhớt lát với nhớt kia luôn. Thay hai bình, nhớt số, nhớt lát, nhớt kia em thay hết rồi. Nhìn cái phục trước này, nó rất là đẹp. Phục trước này rất là đẹp ha. Đây. Phục trước này là không có phục hồi làm gì lại cái thế, từ nào nó là vậy, không có phục hồi, không có làm gì hết, không có đâm đụng, không có té ngã mà làm lợi gì hết à.
ốc tán rất là đẹp, rất là đẹp ở trong á. Trước cái là nguyên rin ha, xe này là rin xe rin nha. Rồi giá 9.800.000. Anh em tôi chú bác thích xe này thì cứ alo em. Xe này được tiện cái là cái hộc nó lớn lắm. Cái hộc mà chở đồ nè, đó. Hồi đó nè, tao mua tao trong nè. Salon Hoàng Minh Tây Ninh nha. Nó cái tem này Salon Hoàng Minh Tây Ninh nè, tem độc quyền của Salon Mô Tô Hoàng Minh Tây Ninh đó. Đó, Hoàng Minh Tây Ninh. Cái hộc này là bỏ hai cái nón bảo hiểm ốp vô luôn. Đó. Rất là bự. AB này người ta thích là vậy. Bỏ nguyên cái hai cái nón bảo hiểm với áo mưa đồ sách tập vở đầy đủ hết. Cái laptop nhỏ bỏ ở đây vừa luôn á. Điện thoại dây sạc gì bỏ hết các kiểu. Rồi cô chú bác thích xe này thì alo em. Cứ đăng ký kênh bấm chuông á, là em đăng cái clip lên là nó sẽ vô điện thoại của cô chú bác ha. Mùa dịch này chúc cô chú bác có sức khỏe dồi dào ha. Rồi tổng quan là cái xe này là em sẽ bán là 9.800.000. Anh em mà đến sớm thì em sẽ bớt một chút lọc cho cô chú. Mùa dịch này chúc cô chú bác có sức khỏe dồi dào ha. Rồi em xin chào cô chú bác ha.